Dạ, TV 256 xin mến chào quý anh chị em nha. Dạ, TV xin cho quý anh chị em nghe cái bản nhạc đầu tiên ha. Một mình đất nước bị tan nát trong tay cộng đồ. Dạ, TV 256 xin mến chào quý anh chị em nha. Mình sẽ muốn trong tay ngoại sơn, ngồi nhìn về đất nước, một đất nước hoài phong ngàn xưa. Giờ còn gì đâu nữa, màu tan tóc bao quanh Việt Nam. Tan nát trong tay cộng nô, nhìn nguyên tình đất nước, mình sẽ mất trong tay ngoại xâm. Ngồi nhìn về đất nước, một đất nước hoài phong ngàn xưa. Giờ còn gì đâu nữa, màu tan tóc bao quanh Việt Nam. Oh.
Sáu xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn. Vừa rồi đó, TV có nghe cái đoạn băng của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Và Linh Mục nhắn nhủ với chúng ta đó là bằng những cái giọt nước mắt, Linh Mục đã khóc. Và TV thấy cũng rất là cảm động, ngay lúc đó cũng rơi nước mắt. Linh Mục Lý đã cho rằng là cái đất nước của chúng ta đã bị Tàu Cộng nữa, gọi là Hán hóa rồi, coi như đất nước chúng ta đã bị nô lệ bởi cái giặc Tàu mà đồng bào chúng ta vẫn còn đang thờ ơ. Thì khi nghe xong cái đoạn băng đó đó là TV chuẩn bị on stream luôn. Sự thật thì hôm nay thì TV cũng rất nhiều cái công việc bận rộn trên đó, nhưng mà sau khi nghe Linh Mục Nguyễn Văn Lý nói rồi thì TV phải on stream. Là những gì TV muốn chia sẻ với quý anh chị em. Cái bản tánh của TV đó cũng nói thiệt đó, rất là mau nước mắt. Dù là 60 mấy tuổi rồi, nhưng mà nước mắt đó nó rớt trong cái những cái chuyện mà nó cảm động. Nhưng mà TV bảo đảm rằng đó, TV không bao giờ mà rớt nước mắt trước quân thù đâu, trước giặc cầm đâu, không có. Nhưng nước mắt thì thương cho cái đồng bào của mình đó. Thiệt. Mà mình đã làm với tất cả cái sức lực của mình đó. Mình làm sức lực của mình mấy chục năm rồi, 40 năm tiếp tục cái đấu tranh cho đến ngày hôm nay. Mà cái đất nước thì càng ngày là càng tồi tệ. Nhưng mà trước họng súng kẻ thù thì chắc chắn TV không có khóc được. Đất nước là diệt vong đến nơi rồi. Đất nước diệt vong đến nơi rồi, quý anh chị ơi. Quý anh chị suy nghĩ đó, giống như là những cái lời mà cha Lý đó nói đó, dặn dò đó. Nếu mà cứ làm theo cái những cái lời cha Lý đó thì chúng ta sẽ hiểu được. Cha Lý hiện tại nói rằng chúng ta không cần phải tập trung. Chúng ta không cần phải tập trung đông đảo ở Sài Gòn hay ở Hà Nội. Mà chúng ta đó, mỗi người chúng ta cần phải ý thức được cái trách nhiệm của cá nhân mình. Linh Mục Lý chỉ cần như đó thôi. Mỗi người Việt Nam phải nhận lấy cái trách nhiệm của cá nhân của mình. Mỗi người Việt Nam phải có trách nhiệm với quê hương của mình là đủ rồi. Khi chúng ta biết cái trách nhiệm của chúng ta thì ngày 19 tháng 3 sắp tới đây, chúng ta bước ra khỏi nhà,
chúng ta rủ vài người bạn, chúng ta đến những cái chỗ nào mà ở trong nhà cũng được, mà ở ngoài sân cũng được. Chúng ta có 2-3 người, tụ họp được 4-5 người, chúng ta đưa ra những cái biểu ngữ như vậy. Chúng ta cần nước sạch, chúng ta cần một cái nhà nước minh bạch. Đâu phải là cha lý đòi hỏi là chúng ta phải làm những cái việc mà động trời đó, những cái việc mà chém giết hoặc là bỏ bom hoặc là này nọ đó. Cha lý chỉ cần những cái động thái rất là đơn giản. Chúng ta ở nhà đi, mà chúng ta dương cái biểu ngữ ra cho chúng ta thấy là cái ý của người dân muốn như vậy đó. Cái ý của người dân nó muốn là Formosa phải get out of Việt Nam, là đi ra khỏi Việt Nam. Chúng tôi không chấp nhận Formosa. Chúng tôi không chấp nhận giặc Tàu. Giặc Tàu đã chiếm Hoàng Sa, Trường Sa rồi, rồi bây giờ còn mời vô trong nước nữa. Cha quý, cha Lý nói đến một cái số quân rất là đông đảo. Một cái số quân đông đảo mà cha nói chỉ có 7 cộng 7 ngàn nữa thôi là lên một cái con số rất là lớn mà cha không dám tiết lộ. Cha nói là mình sợ là mình nói nó không đúng, sợ là mình nghe những cái tin tức mà mật báo đó nó sai lệch. Thành ra cha không tiết lộ cái con số mà giặc Tàu nó đem quân đến đất nước ta đến một cái con số mà rất là lớn, mà cha chỉ nói vậy thôi. Nếu mà mỗi người ý thức được trong cái vai trò của mình, vai trò của một người công dân Việt Nam phải có bổn phận đối với đất nước, hãy ra đường, hãy xuống đường chụp một những cái tấm hình rồi gửi lên trên mạng, chúng ta sẽ có các hàng ngàn cuộc biểu tình như vậy. Chúng ta có hàng ngàn cuộc biểu tình như vậy mà chúng không có đàn áp gì được. Một cái cuộc biểu tình chỉ cần 3 người, 5 người, 7 người, và chúng ta gửi tất cả những hình ảnh trên mạng Facebook bằng tất cả những cái phương tiện của chúng ta, thì mỗi người đều làm cái trách nhiệm của cá nhân, của mỗi công dân như vậy, thì chúng ta mới thấy được cái sức mạnh. Đến lúc mà chúng ta thờ ơ quá, mà cha Lý đã khẳng định rồi là đất nước này đã mất rồi, mất và tai giặc Tạo rồi. Nó hèn hạ vô cùng lắm. Dân Việt Nam giờ như đàn cừu thôi. Và chào Subaba đó, chờ Trung Cộng vào mổ bụng. Đó, sự thật là vậy đó. Rất là đau lòng. Mà đâu phải là người dân Việt Nam không xuống đường đâu. Cá nhân TV thấy nhiều cái cuộc xuống đường mà ở xảy ra tại Sài Gòn nó lên tới cả chục ngàn người rồi, chứ đâu phải là ít đâu. Cả chục ngàn người đó. Mà tại vì nó đánh đập quá, thành ra rồi đồng bào riết rồi lại sợ. Thành ra đó, nói thiệt, phải xuống đường thôi, không có cách nào hết đó. Mình phải đòi cái quyền làm chủ cái đất nước của mình đấy. Nói thiệt, nó có nhiều cái cách để mà mình xuống lắm, mà tụi nó không có thể đánh mình được. Thì vì thí dụ bây giờ quý anh chị em xuống đi ra nhà thờ Đức Bà đi, không cần phải biểu tình, không cần phải đưa tờ giấy hoặc là gì hết. Quý anh chị em chỉ ngồi chung quanh những cái đất chung quanh nhà thờ Đức Bà đó, chỉ quỳ xuống thôi. Đó là mỗi người coi như chịu trách nhiệm của mình đó.
quỳ xuống sân cỏ thôi. Anh em nó đâu có thể đàn áp mình, mình quỳ xuống sân cỏ và mình cầu nguyện thôi. Đó. Mình cầu nguyện thôi. Mình không làm gì hết á, mình mà tất cả mọi người mà đều đồng lòng xuống những khu vực mà nhà thờ Đức Bà đó ngồi quỳ cầu nguyện, rồi cả mấy ngàn người như vậy. Cầu nguyện không cần phải nói, không cần phải lên tiếng gì nữa. Mình cầu nguyện trong tâm cho cái đất nước của mình. Nó có những cách mà mình làm chứ. Chứ đâu phải là mình cứ luôn luôn mình phải trương biểu ngữ ra rồi để nó đánh đập mình. Bây giờ mình cầu nguyện không, nó được không? Một con người mà cầu nguyện cũng chẳng lẽ cũng cấm nữa sao? Mình cầu nguyện ở trên biết bao nhiêu cái sân cỏ như vậy, nó chung quanh nhà thờ Đức Bà gì, mình cầu nguyện thôi. Mình quỳ xuống mình cầu nguyện thôi. Để mình biết là cái mà sự đồng lòng của người dân như vậy đó, thì tụi nó sẽ rất là khó xử. Đâu có thể mà đàn áp gì kỳ cục vậy. Cái quyền biểu tình là cái quyền thiêng liêng được nằm ở trong hiến pháp mà bây giờ cũng đánh đập người dân nữa. Phải tìm mọi cách để quý anh chị ơi. Bây giờ mình cầu nguyện trước và chào Võ Thắc Thiên Nguyễn nha. TV gợi ý những cái phương cách, cái biểu tình mà cha Lý thường hay nói đến. Cha Lý muốn nói đến là những cái chiến sĩ mà dân chủ đó. Những chiến sĩ dân chủ đó làm những chuyện rất là bình thường, hiểu không? Biểu tình ở trong nhà nhưng mà đưa lên trên Facebook cho mọi người thấy. Biểu tình với bạn bè ở hàng xóm, 5-7 người cũng được, 3-4 người cũng được, không cần phải đi đâu xa hết á. Đó, những cái điều tra lý đâu phải là đòi hỏi khó khăn đâu. Quý anh chị em đó, tại sao không suy nghĩ mà làm theo như tra lý đi. Mà quý anh chị em tự nghĩ coi, nếu mà chúng ta biểu tình đó, mà một nhóm 3 người, 5 người như vậy đó, mà chúng ta tung lên những hình ảnh lên mạng đó, là chúng ta thấy có cái sự thay đổi liền. Bây giờ đó, thí dụ trong một cái lớp học, người cô, người thầy giáo chụp với một cái nhóm học sinh với một cái biểu ngữ ngắn gọn thôi, chúng tôi cần nước sạch. Như vậy là đưa lên trên mạng là chúng ta thấy rằng là nó ảnh hưởng đến mức nào. Rồi những người thầy hoặc là những người chủ với công nhân, hoặc là những người mà ý thức được đó, những người mà bây giờ chụp với một 5-7 công nhân với mình chụp là chúng tôi cần nước sạch, chúng tôi cần biển sạch. Tất cả điều, những việc làm nó nhỏ thôi, nó đâu có phải là quá tầm tay đó. Tất cả các công ty lớn nhỏ gì thôi cũng là làm như vậy đi. Trong một cái công ty của mình cũng cần cái môi trường sống chứ. Mình là con người mà. Mình con người mình được hưởng những cái môi trường sống như vậy chứ. Mình đâu phải là mình con thú, con vật gì đâu. Con thú nó còn được rồi là lo lắng hơn chúng ta nữa. Con thú mà ở hải ngoại nó còn được lo lắng hơn chúng ta nữa. Đó. Sự thật là như vậy đó. Biết bao lâu rồi. Khi xưa mà TV256 biết rằng đó là thời mà đất nước Việt Nam Cộng Hòa của mình đó, có bao giờ chúng ta thấy là người dân là bị bệnh mà cancer, bị bệnh ung thư mà nhiều như thế này không? Trong khi đó đó, ở bên Mỹ đó, thời mà Mỹ mà nó qua Việt Nam đó, thì mình biết rằng cái dân tộc Mỹ là bị cancer nhiều lắm. Bị cancer và bị bệnh tim mạch. Mà trong khi đó hai bệnh đó hoàn toàn không có ở Việt Nam.
Việt Nam nó có thể là người ta chết vì thiếu thuốc men hay là bệnh vi trùng vậy thôi. Bệnh vi trùng là có thể là nhiều nhất thôi, chứ người Việt Nam đâu có bệnh cancer đâu. Bây giờ tự nhiên đẻ ra cái vấn đề cancer. Mà cái cancer đó biết bao nhiêu người một ngày là trên 200 người chết như vậy. Vì cancer nó quá khủng khiếp luôn. Rồi nó về tai nạn, đụng xe, nó cũng con số rất là khủng khiếp, 13.000 một năm. Không? Xin lỗi quý anh chị em, cứ nhìn cái hình ảnh đi, tại vì TV đã order rồi, TV mua rồi, cái máy nó có càng lên á, thì sẽ không bị mỏi cổ. Thành ra xin lỗi quý anh chị em nhiều, xin lỗi bạn Hà Võ đó, TV đã có nhiều người nói rồi. Nhiều người than phiền cái vấn đề mỏi cổ lắm, TV không biết làm sao, mấy cái càng mình mua rồi mà chưa gửi đến. Đất nước ta đó, nó đủ tất cả các vấn nạn hết. Mình nhìn thấy nó kinh hoàng lắm. Mình nhìn thấy những cái em bé mà chửi nhau rồi đánh lộn với nhau rồi, mà mình chưa từng thấy trong cái thời mà mình còn nhỏ, mà mình đi học ở Việt Nam Cộng Hòa, nó đâu có như vậy. Nó hoàn toàn nó không có như vậy. Cái đất nước gì mà kỳ lạ vậy. Quý anh chị em đã thấy đó, cái thằng cộng sản đó, nó rất là hèn. Tất cả người Việt Nam ở hải ngoại này nè, người ta đó đâu có mà quá tàn ác giống như chúng nó đâu. Đâu có cần gì mà phải, nó rất là, tại vì nó là người cầm quyền. Bây giờ nó ra hải ngoại bao nhiêu lần, nó qua bên Mỹ, bên Pháp, rồi bên Anh, rồi nó đi bên Úc. Mỗi lần mà nó đi á, thì đồng bào biểu tình, nói thiệt là rượt đuổi như giống như là những con chuột vậy đó. Thấy không? Nó toàn là đi cửa sau không à. Mà tại sao rồi nó sợ đồng bào mà khủng khiếp như vậy? Rồi thử hỏi một người mà đại diện cho quốc gia như thế mà bị đồng bào đuổi rượt như thế thì làm sao mà gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp, quý anh chị thấy không? Thành ra cái đất nước mình là vô phương. Tại vì những cái con người đó suốt mấy chục năm rồi mà nó không giải quyết được cái mà cộng đồng người Việt này. Cái cộng đồng người Việt mà không có giúp cho nhà nước, không có giúp thì làm sao mà hoạt động được? Làm sao mà nhà nước có thể mà bắt tay với cái người mà cầm quyền ở sở tại được? Không? Những người lãnh đạo ở sở tại người ta có khinh một cái nhà nước mà người dân cứ biểu tình chống đối như vậy. Và khi một người dân mà biểu tình chống đối như vậy á, thì nếu là mình là một cái nhà mà lãnh đạo thế, mình phải biết cách giải quyết chứ. Mình đâu có thể mà để mà 42 năm nay không bao giờ mà ra ở ngoài hải ngoại này đó mà những cái nhà nước đó có thể là gì mà thách thức cộng đồng. Tại sao những cái nhà nước đó không tự đặt cái câu hỏi cho chính mình là tại sao chúng tôi đó ra hải ngoại là bị các anh gọi là xua đuổi, bị các anh là biểu tình, chưa thấy mà nhà mà lãnh đạo ở Việt Nam đó mà không bị biểu tình đó. Khi mà dân chúng biết là kéo đi biểu tình, tại sao mấy cái nhà mà cầm quyền như vậy đó không hỏi là tạm thời chúng tạm thời đó TV256 cho là các anh lãnh đạo đi. Sự thật TV ghét cái chữ mà lãnh đạo đó.
Ủy viên nói là cái nhà cầm quyền thôi mà, chứ không phải là lãnh đạo. Các anh là không có lãnh đạo gì hết. Lãnh đạo là do dân bầu ra. Chết rồi, này nó hư nữa rồi. Bởi vì mua mà chưa nó đến. Khổ thấy không? Đang xem lại bị mất mạng rồi. Dùng hai nghĩa. Từ Nguyễn Tấn Dũng ha. Rồi Nông Đức Mạnh có qua đây không ta? Biết bao nhiêu nhà cầm quyền cộng sản đó đến bên nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh, mà tại sao không có can đảm để mà đối diện với đồng bào mình? TV thấy dễ quá mà đâu có gì đâu. Ở hải ngoại này người ta đâu có súng ống, người ta đâu có mà ở ngoài, hải ngoại nó về cái bảo đảm an toàn lắm. Đâu cần phải sợ người Việt hải ngoại quá mà phải chạy giống như chạy như con chuột vậy. Phải không? Tại sao mà không mời lại TV thí vụ thôi. Thí dụ TV là một ông thủ tướng đi, Nguyễn Xuân Phúc đi. Bây giờ TV đến cái cộng đồng người Việt này nè. Mà TV thấy đồng bào đó biểu tình mình, đúng không? Phản đối mình. Thì TV lấy cái trách nhiệm của một người gọi là thủ tướng, là tôi muốn cái người đồng bào đó, đúng không? Phải ủng hộ cái người mà đại diện cho cái đất nước. Cái đó là lẽ rất là thông thường, đúng không? Cái người đại diện cho đất nước mà đi đến đâu mà cũng bị đồng bào mình xua đuổi hết, thì cái người đó hoàn toàn không có thể nào mà gặt hái được cái thành quả hết đó. Thành ra nè, TV256 đó nè, là thủ tướng nè, đúng không? Giống như Nguyễn Xuân Phúc nè. Bây giờ TV, tại sao, lý do gì các anh chống đối tôi? Tôi mở một cái hội trường, tôi mời các anh đến để mà chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề mà tại sao các anh chống đối cái nhà nước? Dễ quá mà từ 42 năm nay rồi chúng ta chưa thấy một cái nhà cầm quyền nào mà nó đủ can đảm để mà mới mở hội trường, để mà mới mời dân lại nó nói chuyện. Đây là một cái lời thách thức TV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc đó. Thách thức của TV đối với ông Trần Đại Quang đó. Đi ra bất cứ nước nào dám mở một cái hội trường để mời đồng bào mình không? Các anh đủ can đảm để làm những chuyện đó không? Tại sao các anh phải sợ như vậy? Hay là các anh không có bản lãnh, các anh không có một cái bản lãnh chính trị để mà nói trước toàn dân? Giống như Thủ tướng Phan Văn Khải đó, lại đây đó gặp ông Tổng thống Bush, cầm cái tờ giấy mà gấp ra làm bốn, rất là mất cỡ. Các anh không có cách, không biết cách mà nói chuyện với người dân. Cái quá trình của các anh nó toàn là những cái thằng gọi là đầu trâu mặt ngựa không à. Toàn là những cái thằng không có kiến thức. Rồi dùng mấy cái bằng cấp giả, rồi tiến sĩ này nọ. Ngoài ra các anh không có biết gì hết đấy. Mà lên làm thủ tướng rồi chủ tịch nước. Bởi vì đó, một cái chuyện đơn giản là chuyện mà gặp đồng bào mình thôi còn không dám gặp nữa. 42 năm nay rồi. 42 năm nay các anh chưa từng gặp mà mở một hội trường để mà gặp đồng bào mình. Bữa nay TV lên on stream để mà thách thức các anh đó. Các anh làm được cái chuyện đơn giản đó thôi. Đồng bào đây không có mà súng ống để mà giết anh nữa đó. Các anh qua Pháp, qua Mỹ, qua Anh, qua Úc, các anh mà có cái đi mà công vụ như thế đó, làm ơn đi. Hãy đủ can đảm để mà mời đồng bào mình đi. Đừng có để những cái đồng bào cứ tiếp tục biểu tình rồi chống đối mình như vậy. Rồi các anh hô là
những người này là những người hận thù. Chúng tôi hoàn toàn không có hận thù các anh. Nhưng mà các anh làm sai trái thì chúng tôi phải nói thôi. Và cái đảng Cộng sản đó là làm toàn là những điều tầm bậy sai trái. Chứ tôi chẳng biết hận thù ai hết đó. Nói thiệt là nhiều cái điều mà mình không dám, mình lớn tiếng. Nhưng mà nhiều khi đó, về mình đem rồi, mình không lớn tiếng là không được. Mình muốn dằn lại những cái cảm xúc mình không, mình lớn tiếng mà mình thấy mình khó chịu lắm. Nhưng mà rốt cuộc đó, mình cũng, mỗi lần mình nói chuyện đó, thì tự nhiên cái cảm xúc nó dâng trào rồi mình phải lớn tiếng với. Mà thiệt đó, mình thách thức những cái anh mà anh mà cầm quyền đó, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, hoặc là cái ông mà Nguyễn Phú Trọng đó, cái ông đó là cái ông mà đáng rồi, là đáng mà chửi nhất. Giờ này mà vẫn còn Cộng sản, vẫn còn Bác Hồ, rất là buồn. Dạ, số điều tạm TV xin chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay nha. Rồi coi cũng được là 30 phút rồi, có thể là TV sẽ đến với quý anh chị trong vòng 1-2 tiếng nữa. TV sẽ làm rất là nhiều cái cuộn thép như thế này. Thành ra đó, những cái thép đó từ từ nó sẽ phổ biến với quý anh chị em trong cái YouTube nha. Trong YouTube thì mấy chị em muốn nghe lại thì tất cả có trong đó hết. Và TV sẽ tiếp tục cho đánh tới cái hơi thở cuối cùng của mình thôi. Dạ, xin mến chào, kính chào quý anh chị em ha.